Ok, xin chào tất cả các bạn. Mình cũng còn hai bạn đang chưa vô được nữa. Mọi người đợi lâu không? Các bạn nếu mà cảm thấy thoải mái á, thì mình có thể bật cam lên ha. Vì nếu như lúc mà mình giao tiếp với các anh chị, anh đây, các bác sĩ diễn giả ở đây á, thì mình sẽ trao đổi nó dễ hơn, có thể nó tăng cái tương tác hơn. Còn lại thì mình có thể out of cam tùy theo mọi người thôi. Rồi, chắc là mình bắt đầu chương trình luôn ha. Thì theo cái lịch hẹn thì là 9 giờ. Nhưng mà chị nghĩ là bây giờ mọi người cũng đã vô tương đối là nhiều rồi. Thì mình bắt đầu luôn để các bạn khỏi đợi ha. Rồi. Ok, thì xin chào mọi người. Trước khi mình bắt đầu chương trình thì rất cảm ơn các bạn đã dành cái buổi sáng chủ nhật để tham gia cái buổi talk show ngày hôm nay của Cocomed. Thì mình cũng cái chương trình này cũng khá là gấp khi mà mình dành thời gian là cho cái chuẩn bị cũng như là lên chương trình và bắt đầu thì trong vòng một tuần thôi. Tuy nhiên thì mình cũng mong là nó có thể mang lại một cái chút kiến thức nào đó bổ ích cho các bạn tham gia chương trình ngày hôm nay. Thì trước tiên để bắt đầu chương trình thì mình xin giới thiệu một xíu về hai anh diễn giả của chúng ta ngày hôm nay. Thì ở đây thì có lẽ mọi người khá quen thuộc với tiến sĩ bác sĩ Huy rồi. Thì anh Huy có tham gia rất là nhiều cái chương trình khác liên quan đến cái mảng về nghiên cứu khoa học, đặc biệt là những cái nghiên cứu về systematic review. Thì vừa rồi anh cũng có chia sẻ một cái trong một cái chương trình talk show là webinar gì đó của bên trường đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Thì hiện anh Huy đang là trước đây thì anh Huy học bên Nhật, tuy nhiên thì bây giờ anh chuẩn bị qua Mỹ để tham gia tiếp cái chương trình nghiên cứu về neurosurgery ở đại học Oklahoma University Health Science and Center. Thì xin chào anh Huy ạ. Xin chào mọi người, rất vui gặp mọi người lại ngày hôm nay, có một số bạn mình gặp lại ngày hôm nay lần nữa. Dạ đúng rồi, tại vì em nghĩ là fan của anh cũng đông lắm ạ. Ok, cảm ơn anh Huy. Thì còn có hôm nay còn có sự góp mặt của bác sĩ Võ Nguyễn Minh Phương. Thì bác sĩ Phương tốt nghiệp đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh sau mình một khóa, và hiện tại thì Phương đang làm thực tập sinh bên Lake American Physician của một cái clinic ở bên Mỹ, và hiện tại Phương vẫn đang ở bên Mỹ. Thì rất là cảm ơn Phương tham gia chương trình ngày hôm nay. Chào mọi người nha, lần đầu tiên mình tham gia mấy chương trình này nên hồi hộp. Không sao, em có lần đầu tiên sẽ có những lần tiếp theo. Và mình là Thương, người sáng lập của trung tâm tiếng Anh y khoa Cocomed. Thì hy vọng là Cocomed có thể mang lại được những cái chương trình talk show mà nó cung cấp thông tin cũng như là những cái định hướng cho các bạn sinh viên y khoa Việt Nam cũng như là các bác sĩ ha. Thì để trước khi mình bắt đầu phần chia sẻ của hai bác sĩ chúng ta ngày hôm nay, thì Thương xin được phép là mình nói sơ qua về cái kỳ thi OET này. Rồi, thì không biết ở đây có bao nhiêu bạn tìm hiểu về cái kỳ thi OET là Occupational English Test ngày hôm nay rồi. Chắc là mọi người đã nghe cái phần chia sẻ của Thương trên Facebook cũng như là trên cái trang fanpage của Cocomed đúng không? Thì để mình có thể tóm lược lại cho những bạn mà chưa từng hoặc là chưa biết gì về OET ha, thì Thương sẽ đi một cách rất là nhanh về những cái thông tin liên quan đến kỳ thi OET. Thật ra thì mình không có được trả tiền PR hay là làm cái gì cho OET, kể cả những cái trung tâm thí điểm ở Việt Nam cả, mà tất cả cái này là vì muốn cung cấp cái thông tin đến cho các bạn sinh viên cũng như là bác sĩ ở hoặc là nhân viên y tế Việt Nam thôi. Thì
Coco Mét chọn chương trình này là talk show Coco Mét VOET sorry. Thì ở đây á, đây là một cái ý tưởng của một bạn trong team Coco Mét, là nghĩ về cái chữ đa này, có nghĩa là trong cái tiếng Pháp của mình, nghĩa là mình làm, mình học, mình tìm hiểu về, và cái này là hoặc là làm thơ, thì cái này nó là một cái kiểu chơi chữ thôi, và thường nghĩ nó cũng là một cái điều thú vị khi mình chọn cái chủ đề talk show ngày hôm nay. Right. Để một chút xíu mình hiểu về OET thì Thư sẽ đi sơ qua rất là nhanh thôi. Thì nếu như các bạn có tìm hiểu sơ cũng như là đọc những cái thông tin mà gần đây bên Google Maps cung cấp thì sẽ hiểu là cái kỳ thi OET của mình là một cái kỳ tại. Thứ nhất là nó là kỳ thi gì? Đây là kỳ thi mà chuẩn hóa năng lực ngoại ngữ dành cho bác sĩ, nhân viên y tế, kể cả những cái người làm trong ngành y, ví dụ như là dược sĩ hoặc là bác sĩ răng hàm mặt, kể cả bác sĩ thú y hoặc là bác sĩ về vật lý trị liệu chẳng hạn. Thì hiện tại kỳ thi này nó phổ biến ở các nước ở châu Âu và các khối trong Liên minh châu Âu nhiều hơn, kể cả ở Úc và ở những cái nước mà đã chấp thuận kỳ thi này trong cái việc đánh giá cái năng lực ngoại ngữ cho nhân viên y tế. Và gần đây thì Mỹ cũng đã đồng ý là cho OET vào trong cái chương trình thi của CS của mình. Thì để lượt qua một xíu thì kỳ thi này nó có 4 kỹ năng nghe nói đọc viết giống như là IELTS vậy các bạn. Và nó sẽ mỗi kỹ năng thì mình thi sẽ có cái thời gian nhất định, tổng thời gian cho cái cả 4 kỹ năng này là 3 tiếng 20 phút. Thì đây là mỗi thời gian mỗi phút mỗi cái kỹ năng cho nguyên cái kỳ thi OET. Thì các bạn có thể coi sơ qua ha. Rồi thì các cái quốc gia mà chấp nhận OET thì hiện nay như mình có liệt kê qua thì ví dụ như là Úc nè, New Zealand nè, trong cái khối mà Liên minh châu Âu ha, ở Mỹ, Ireland, Dubai, Singapore thì các bạn cứ có cái điểm OET, các bạn có giống như là một cái tấm vé thông hành về ngoại ngữ ha, cho đi khi mà apply vào những cái chương trình liên quan đến y khoa, kể cả nghiên cứu hay kể cả lâm sàng ở những quốc gia này thì người ta đều chấp nhận, kể cả Namibia hoặc là Ukraine. Mình có thể thi OET ở đâu? Thì hiện tại ở Việt Nam, như Thương có chia sẻ trong những cái bài viết của mình ha, đồng thời trên trang fanpage của Coco Med, thì ở Huế mình có cái trung tâm đó là English Unlimited Center. Thì đây là trung tâm khảo thí thi OET đầu tiên tại Việt Nam. Tuy nhiên tại vì cái việc mở dịch, khi mà mở ra thì dịch nó đã từ năm cuối năm 2019, lúc đó là bắt đầu dịch Covid. Từ đó đến nay thì cái hoạt động của trung tâm này đang cũng nó chỉ giới hạn thôi, tại vì việc mà tổ chức thi offline ấy, và sự khi mà các bạn đến thi ấy, thì nó cần cái sự ổn định, ví dụ như là không có Covid hay chẳng hạn. Đó là ở Huế. Còn ở Hồ Chí Minh CD ấy, thì mình có hiện tại Coco Med đang cố gắng làm việc với bên OET của bên trung tâm OET chính của bên Anh, và cái trụ sở thì nó có bên cả bên Úc nữa. Thì mình đang làm việc bên đó và hy vọng là sắp tới thì Hồ Chí Minh mình sẽ có một cái trung tâm khảo thí về OET. Thì để cho các bạn tiết kiệm, thứ nhất là thời gian nè, thuận tiện hơn trong việc đi lại ha, và lựa chọn cái nơi mà để mình thi nếu như các bạn muốn thi OET ở đây. Thì các bạn có thể theo dõi thêm các thông tin trên trang fanpage của Coco Med cũng như là website của mình ha. Mọi người hay hỏi mình là thi này bao giá, bao nhiêu tiền, tại vì bên Mỹ, bên mấy cái nước các cái kỳ thi về IELTS hoặc là TOEFL á, cái giá của nó có thể nó sẽ mềm hơn một xíu. Tuy nhiên thì hiện tại cái giá niêm yết cho cái kỳ thi OET này là khoảng 587 đô Úc, tương đương là tầm khoảng 10,5 triệu á, Việt Nam tiền Việt Nam mình đó. Và các bạn vẫn hay hỏi mình là cái thời gian mà cho cái bằng cấp này, tức nghĩa là cái thời sử dụng, hạn sử dụng của cái bằng OET này trong bao lâu, thì đối với mình sẽ thông tin với các bạn đó là 2 năm, nó giống như là IELTS với các bạn. Ok. Rồi thì các bạn có thể tham khảo thêm các cái thông tin chia sẻ của mình trên cái việc là quy đổi điểm OET với lại cái điểm IELTS, kể cả các những cái kỳ thi khác của như là TOEFL hoặc là Anh, cái kỳ thi mà ngoại ngữ mà văn bằng mà ABC đó. Thì cái chuyển đổi này thì nó không có hoàn toàn là nó clear và nó thống nhất,
trên toàn thế giới ha, thì hiện tại thì cái thấy mình thấy cái mức quy đổi mà mọi người áp dụng nhiều nhất đó là giữa OET với lại IELTS, thì nó có một cái bảng thống kê, các bạn có thể xem lại trên trang fanpage của Cocomet là ví dụ như mình quy đổi điểm nó như thế nào và tương ứng ra sao, và tùy theo có trường nó chấp nhận và có trường nó cũng sẽ không chấp nhận cái việc quy đổi đó. Rồi thì mình để mình tiếp tục chương trình ha. Mình để cho hai vị diễn giả ngồi lo quá thì mình sẽ đặt một vài câu hỏi cho các anh để mình thêm những cái thông tin khác, ví dụ như là tại sao các bạn lại các anh lại chọn cái kỳ thi này, kỳ thi các anh thi thì trong học trong bao lâu, hoặc là làm sao để thi mà có điểm cao. Thì xin tiết lộ một xíu với các bạn ở đây ngày hôm nay thì cả bác sĩ Huy và bác sĩ Phương đều đã thi đậu hết cái kỳ thi này, và trong đó thì điểm số khá là tốt. Ví dụ như anh Huy là điểm của anh là tương đương với IELTS mà 7.58 chấm, đúng anh Huy? Em nhớ là điểm của anh là quy ra là khoảng tầm IELTS gần 8 chấm đó. Thì đó là một cái điểm số khá là cao ha, khi mà thi cái OET này. Rồi, thì không mình sẽ có một cái câu hỏi dành cho anh Huy trước đi ha. Người mà rất là quen thuộc với các cái talk show. Dạ rồi, thì anh Huy có thể cho các bạn ở đây biết đó là những cái kinh nghiệm mà anh đã chuẩn bị cho cái kỳ thi này như thế nào? Okay. Cảm ơn Phương đã giới thiệu về mình và đã giới thiệu sơ lược về OET để các bạn biết. Thì mình biết về cái kỳ thi OET này là cũng khoảng được một năm rồi. Tại vì là trước đây là tại vì mình đi theo con đường là USMLE, thì hồi đó là bên Mỹ họ chưa có cái thi OET này, nhưng mà vì cái COVID cho nên là cái CS của họ bị hủy và họ bắt buộc mọi tức là sinh viên từ Việt Nam là phải thi cái OET này để mà chuẩn hóa cái năng lực tiếng Anh. Thì thời gian mình chuẩn bị cái OET này thì chỉ khoảng trong vòng mình nghĩ là một tháng thôi. Thì nói chung là cái thời gian chuẩn bị nó sẽ tùy thuộc vào cái khả năng tiếng Anh mà cơ bản của mọi người đã có rồi á. Nếu mà mọi người đã có cái nền tiếng Anh tốt á thì cái thời gian chuẩn bị nó sẽ ngắn hơn, thậm chí là chỉ anh cũng đã nghe được một số người bạn là chỉ chuẩn bị có 1-2 tuần thôi. Thì nói chung là những bạn đó đã có cái nền tảng tiếng Anh rất là tốt rồi, ví dụ những bạn Ấn Độ chẳng hạn. Còn ví dụ như mình mà chưa tốt thì mình cần phải chuẩn bị lâu hơn, và đặc biệt là mình cũng không có nên chủ quan, tại vì nó có những cái test, cái sub test trong cái OET mà nó hơi bị weird, nó hơi bị nếu là nếu mà mình không biết cách chuẩn, mình không có chuẩn bị tốt và mình hơi chủ quan là mình sẽ fail nếu mà mình không chuẩn bị tốt. Và mình nên là chủ yếu là mình phải nên chuẩn bị cho mỗi cái sub test, anh nghĩ là mỗi cái có một tuần, và nó còn tùy thuộc vô cái khả năng tiếng Anh mà mình đã có sẵn nữa. Và mình cũng phải nên thi thử, kiểu như là người ta gọi là mock exam, tức là hiện tại nó có một số cái chương trình họ sẽ cho thi thử. Thì mình cũng nếu mà mình không tự tin thì mình cũng nên thi thử trước để mình coi cái điểm số mình đang ở mức nào. Nếu mà mình đã ok rồi thì mình sẽ tự tin đi thi, còn nếu mà mình chưa đạt á thì mình nên kiểu như mình nên delay lại và chuẩn bị tốt hơn, thì nó sẽ tốt hơn cho mình. Cảm ơn anh Huy. Mọi người nghe anh kể chia sẻ là trong vòng một tháng có thể ôn thi được, chắc mọi người cảm thấy hoảng lắm, tại vì mình cũng hiểu rõ đó là đôi lúc cái việc kỹ năng ngoại ngữ thì nó sẽ không tương đồng trong tất cả mọi người, mà đặc biệt cái này thì là ngoại ngữ liên quan đến chuyên ngành y nữa, nên là nó sẽ đi vào nó hơi rất là đặc thù. Nên là nhiều khi mình nói là mình giao tiếp được, mình nói là mình có biết tiếng Anh, nhưng mà chưa chắc cái kỹ tiếng Anh chuyên ngành thì nó lại là một cái thế mạnh của mình chẳng hạn. Nhưng mà khi anh Huy chia sẻ thì mọi người nghĩ wow, một tháng là thi được rồi đó mọi người ơi. Thật ra thì cái test này, cái OET này nó không phải là quá khó, nhưng mà nó cũng không phải là dễ nếu mà mình chủ quan. Do đó là mình cần phải tìm hiểu tất cả các test thật kỹ, yeah, để mình biết coi là mình cần phải ôn cái gì. Thì hiện tại nó cũng có rất là nhiều cái nguồn để mình ôn trên mạng online, yeah. Cho nên mình phải nên tìm hiểu kỹ. Cảm ơn anh Huy. Không biết Phương thì ôn cái này trong bao lâu Phương nhỉ? Em thì em cũng ôn giống chung với anh Huy trong khoảng một tháng. Em với anh Huy hai người ôn chung với nhau phần speaking khoảng đâu 2-3 ngày trong một tuần.
không có 1.000 trong tuần, chứ phải 2-3.000 nữa. Rồi tại vì em lúc đó em đang đi làm medical assistant ở bên Mỹ luôn, cho nên em không có luyện phần speaking nhiều lắm. Còn mấy phần kia thì em cũng nói chung em sử dụng chung cái tài liệu của anh Huy mà anh gửi qua, cho nên là em chỉ, cũng chưa ôn khoảng trong vòng 1 tháng thì yeah, wow. Dạ là các bạn có thêm tự tin hơn là khi nghe hai anh diễn giả ở đây là nói ôn trong vòng 1 tháng là đi thi được rồi. Thì ở đây các bạn có thấy mọi người đã đề cập đến cái kỳ thi cái kỹ năng đó là speaking, thì không biết là anh Huy hoặc là Phương có thể chia sẻ hơn là speaking thì mình sẽ làm cái gì trong đó, tại vì theo em biết thì sinh viên Việt Nam mọi người hay rất là sợ speaking lắm. Mọi người nhà nói trước nha. Speaking thì lúc mình thi thì nó sẽ có 2 case, thì lúc thi là sẽ có 4, tổng cộng là 4 case, thì cái người giám khảo người sẽ book ngẫu nhiên cho mình 2 case, thì mình sẽ thi theo 2 case đó. Thì 2 case đó nó sẽ về tất cả, nó có thể về tất cả những cái chủ đề nào mà phổ biến trong y khoa mình không biết trước được, do đó mình phải chuẩn bị tốt, kiểu như là mình phải, thì hiện tại nó có rất là nhiều nguồn để mà mình luyện cái speaking này. Thì thường là lúc trước là mình tập với Phương là mình sẽ download cái người ta gọi là cái card mà nó có cái tình huống sẵn mà mình tập theo cái tình huống đó. Thì thường mỗi case là mình tập ít nhất 1 lần, là khi mà mình tập hết số case đó là mình nghĩ là mình đã tự tin mình đi thi. Vậy thì cái cách mình, cái case ở đây mình sẽ nói rõ hơn một xíu cho các bạn ở đây rõ để hình dung ha, giống như là bạn đang hỏi một cái case lâm sàng vậy đó. Và có một case lâm sàng, bạn sẽ có thể là bạn sẽ làm việc với bác sĩ, hoặc là có thể bạn làm việc với bệnh nhân, hoặc là mình sẽ mình đứng ở vai trò mình là người hỏi bệnh, đúng không anh Huy? Thật ra là lúc mà mình thi, mình lúc nào mình cũng sẽ là người bác sĩ, mình cũng ở vai trò bác sĩ, và cái người giám khảo là họ sẽ ở vai trò bệnh nhân. Nhưng mà cái setting, tức là cái môi trường á, lúc mình gặp bệnh nhân nó có thể khác nhau. Ví dụ như nó có thể gặp ở phòng cấp cứu, nhưng học gặp ở phòng khám gia đình, hoặc là gặp ở phòng khám nhi chẳng hạn. Như đó mình không biết trước cái setting đó, là mình phải, tốt nhất là mình phải chuẩn bị tập tất cả những cái setting để mình, tại vì mỗi cái setting nó sẽ có một cái cách tiếp cận khác nhau. Hoặc là có những trường hợp mà mình đã biết bệnh nhân trước rồi, hoặc là những bệnh nhân mới gặp lần đầu, thì nó sẽ cách tiếp cận khác nhau. Do đó là mình phải, kiểu như là mình phải tập những cái trường hợp đó, tập đi tập lại một vài lần để mình biết cách mà sao mình tiếp cận cho nó trơn tru. Tại vì nếu mà mình làm trơn tru ngay từ đầu á, thì thường là mình sẽ làm rất là ok. Còn khi mà mình vấp từ đầu á, là nó sẽ kiểu như là mình sẽ bị khớp, mà nó sẽ ảnh hưởng đến cái phần thi của mình. Đúng rồi, tại vì có cái phần mà giống như các bạn hỏi bệnh sử lâm sàng vậy đó, các bạn khai thác thì như anh Huy chia sẻ là nó sẽ nằm ở rất là nhiều cái tình huống khác nhau trong cái bệnh cảnh, kể cả có nhi khoa và kể cả có người lớn nữa, thì đôi khi mình phải linh hoạt ha. Và ở đây thì có, vì nó nhắc đến cái speaking này, thì mình có nhớ là bên Cocomed mình có làm một cái buổi, những cái buổi key talk ấy, tức là cách để các bạn luyện cái cách hỏi bệnh sử ha. Thì đó là một cách để các bạn practice cái speaking, kể cả cho việc đi lâm sàng hàng ngày, đi lâm sàng các bạn trong môi trường thực tế, kể cả khi các bạn ôn thi cho cái kỳ thi OET, hoặc là sau này các bạn có, ví dụ như USMI nó có đổi lại, nó lấy lại CS, đó cũng là một cái kỹ năng để hỏi bệnh sử trong CS. Với anh muốn nhấn mạnh một chỗ nữa là cái phần speaking của OET là họ không có nhấn mạnh đến cái phần kiểu như là kỹ năng lâm sàng, tức là họ không bắt buộc mình phải hỏi bệnh cho đúng cái câu hỏi này. Tức là mình chỉ làm cái nhiệm vụ của mình là chỉ làm sao cho cái conversation nó thật là trơn tru giữa mình với bệnh nhân thôi, chứ họ không có quan tâm là cái chẩn đoán, cái kỹ năng chẩn đoán của mình là tốt hay không. Chỉ như, ví dụ như là những câu hỏi của mình nó không có liên quan đến cái bệnh đó cũng ok, nhưng mà miễn sao là mình phải liên kết tốt với bệnh nhân khi mà mình hỏi bệnh thì nó điểm mình sẽ cao. Ok, cảm ơn cái phần này chia sẻ của anh Huy. Vậy thì khi học, nếu mà ôn thi như vậy thì anh với Phương có thể chia sẻ những cái nguồn tài liệu mà mình ôn thi như thế nào? Em thấy rất là nhiều bạn đặt câu hỏi về chương trình để hỏi cái chỗ này nè. Ôn thi sao và tài liệu nào ôn? Cái này để Phương nói đi. Em có gửi cái slide. Ok. Yep. Tài liệu thì mình thấy, nếu như mà mấy bạn muốn xài free á, thì phần listening á, thì ở trên đó có một cái link của YouTube á, thì mình hay nghe cái phần listening của YouTube. Tại vì bên cái phần mà listening của YouTube á, thì nó có một số cái nó hơi weird, tại vì nhiều khi á, là máy nói chứ không phải là người nói. Nhưng mà mình chỉ nên lựa chọn những cái phần nào mà có người nói thôi, tại vì
nhiều khi á là cái phần listening nó để máy, người ta để máy nói mà người ta nói rất là cực kỳ khó nghe luôn, nhưng mà thật sự đi thi á toàn người nói không à, cho nên bỏ qua tất cả những cái phần mà máy nói, tập trung vào những phần người nói. Cái link đầu tiên là cái link cho phần listening mà mình hay sử dụng nhất, là mỗi ngày thì thường khoảng 1 tới 2 ngày á thì mình sẽ nghe full một bài. Còn cái phần mà OET2.com á thì cái phần đó thì nó gọi là Just Sean, thì nó sẽ gồm có cả tài liệu cho phần listening, reading and speaking. Thì speaking thì cái mấy case mà anh Huy với mình mà hồi xưa mình ôn chung á thì nó nằm ở trong đó luôn, cho nên là mình sẽ download từ trong đó về. Rồi ở trong đó nó cũng có cả phần reading luôn, cho nên là mình có thể tập luôn cái phần reading. Mình nhớ là nó sẽ có cả phần reading của bên Kaplan. Nói chung là nó nhiều lắm, cho nên là cứ tập từ từ thì nó quen. Nhưng mà được cái là listening và reading của nó rất là giống với kỳ thi thật, cho nên là nói chung là cũng ổn. Còn pronunciation thì mình nghĩ là các bạn nên tập ở pronunciation.com, cái trang web mà hai cái pronunciation.com với lại Racial English Pronunciation. Thì hồi xưa mình học pronunciation từ đó ra, cho nên là cũng khá là ổn. Còn nếu như mà mấy bạn muốn trả tiền mà để ôn thi cho kỳ thi OET đó, thì E2 Language là một cái. Mình mua cái gói mà E2 Language Plus không? Em nhớ là mình mua cái Plus. Em nhớ mình mua cái Plus khoảng 80 mấy đô Mỹ. 80 mấy đô Mỹ, 80 mấy đồng Mỹ. Còn cái Edu Benchmark đó, thì cái đó là giống như là, tại vì cái writing á lúc nào cũng là phần khó nhất của cái kỳ thi OET hết. Và cái đó là dễ rớt nhất của kỳ thi OET, mà ngay cả người Mỹ bản địa cũng thi OET mà người ta cũng rớt writing luôn. Cho nên lúc mình học á thì mình ôn cái writing ở trên YouTube. Thì trên YouTube nó có mấy cái writing mà của cái official OET á, thì mình sẽ nghe hết tất cả những cái phần đó để hiểu cái cấu trúc của cái writing như thế nào, tại vì nó rất là weird. Cho nên á là khi mà mình nghe hết những cái đó rồi, sau đó mình bắt đầu mình tự tập, mình cảm thấy quen dần với cái cấu trúc của cái đề rồi, thì sau đó mình sẽ mua cái gói của Edupan March. Thì nó khoảng bao nhiêu, 40 đô cho 8 bài. Thì với 40 đô cho 8 bài á thì người ta sẽ gửi 8 cái chủ đề, 8 cái đề bài mà writing cho mình. Cái xong rồi mình sẽ tự viết ở nhà, sau đó mình sẽ gửi lại cho người ta để người ta chấm điểm coi là thôi mình được bao nhiêu điểm. Thì nếu như mà mình thấy điểm ổn thì mình đi thi được. Còn nếu mà thấy điểm chưa ổn thì mình phải ôn. Với lại người ta sẽ có cái feedback directly cho mình luôn, tức là mình sai chỗ nào, mình cần sửa chỗ nào, mình thiếu chỗ nào, người ta có feedback hết. Cho nên những cái đó thì lúc đó mình ôn chỉ có nhiêu đó thôi. Ok, anh Huy có muốn bổ sung gì thêm không anh? Thì thật ra các nguồn ôn của OET nó rất là nhiều cái nguồn ôn, và nếu mà free á, thì các bạn có thể theo những cái nguồn mà Phương đã nói. Nhưng mà về cái phần listening á, mình đã nghe thử cái phần trên YouTube về những cái video, những cái bài listening free của họ. Thì đây là gì? Những bài này thật ra là những cái bài của những cái website khác mà mình phải trả tiền, nhưng mà họ kiểu như là họ thu lại và họ phát lậu. Nhưng mà vì họ thu lại cho nên cái chất lượng của cái bài nghe nó sẽ không có tốt. Và thường khi mình nghe nó sẽ không có giống như thi thật đâu, mà các bạn nghe cái giọng nó sẽ rè rè thôi. Do đó là đó cũng là một cách để các bạn tham khảo. Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà các bạn muốn mà tiếp cận cái nguồn mà nó giống như thi thật của mình á, thì các bạn nên sử dụng của Benchmark Listening. Benchmark nó có cái gói listening riêng của nó khoảng 16 bài 20 bài gì đó. Và lúc đó là mình cũng có mua thử, mình thi thử thì mình thấy cái điểm thi thật của mình nó rất là sát với điểm của Benchmark. Còn cái phần E2 Language đó, thì cái phần listening của nó là nó khó hơn cái phần thi thật khá nhiều. Tại vì hồi đó là mình thi thử của E2 Language thì mình bị fail luôn. Thì thực điểm nó còn thậm chí nó dưới 50% đó. Nhưng mà thực ra là vì cái cách chấm điểm của họ là nó bằng là máy chấm, do đó là nó không có chính xác. Tại vì khi mình thi OET mà listening á, đặc biệt là phần Part A, thì khi mà mình viết cái chữ mà nó ví dụ như là nó số nhiều hoặc số ít á, thì người chấm thì người ta sẽ chấm là đúng hết, nhưng mà khi máy chấm là họ bắt là phải số nhiều là đúng với số nhiều, thì cái đó nó điểm nó sẽ không giống như thực tế.
và cái phần into language là thường là cái giọng của họ là giọng Úc, thì mình sẽ khó nghe hơn là khi mà mình thi bằng cái giọng Anh. Nhưng mà cái này thì lúc thi thật thì mình cũng không biết trước là mình thi bằng giọng Úc hay giọng Anh, do đó mình các bạn nên kiểu như là tập với càng nhiều người càng tốt để các bạn làm quen với cái accent của Úc hoặc Anh. Đôi khi sẽ có accent của Mỹ đó, nhưng mà mình ít thấy gặp accent của Mỹ, thường là Úc hoặc Anh nhiều hơn. Do đó là các bạn nên tập với nhiều nguồn. Thì trên YouTube nó sẽ có những cái nguồn là họ sẽ copy những cái bài của Benchmark, nhưng mà mình không biết cái bài nào của Benchmark hết, còn mình không biết cái bài nào của OET hết, thì nó cũng hơi khó cho các bạn để các bạn tập. Nhưng mà nếu mà các bạn có điều kiện thì các bạn có thể mua, nhưng mà nếu không có điều kiện thì mình vẫn có thể tập của trên cái nền tảng của YouTube. Yeah. Vì nó rất là nhiều bài, nó tới hơn 100 bài mình nhớ là vậy. Vậy là tóm lại là nếu mà chọn nguồn free á, thì phải chấp nhận chất lượng không có tốt. Còn nếu mà có điều kiện thì nên bỏ tiền để mua những cái nguồn là nó tốt hơn. Và có thời gian thì luyện tập càng nhiều thì cái và thi thử thì nó sẽ có cái điểm nó sát với cái điểm thi. Mình sẽ cố gắng mình cải thiện cái điểm số của mình lên. Thật ra nếu mà các bạn thi thử của E2 Language mà các bạn fail á, thì các bạn phần listening á, thì các bạn cũng đừng có sợ. Tại vì hồi đó mình cũng fail cái phần thi thử thôi. Nhưng mà lúc thi thật thì mình rất là cao, nữa là khác. Mình thấy là nó không có thực tế cho lắm. Không, nó không có cái sát phần listening của bạn của E2. Rồi cảm ơn cái phần chia sẻ của anh Huy và Phương. Vậy thì cái lúc mà học á, hai có bị mọi người cảm thấy khó khăn gì không? Ví dụ như giữa bốn kỹ năng thì anh thấy mình cảm thấy mình khó khăn cái nào nhất? Nếu mà nói về kỹ năng á, thì phần reading mình nghĩ là dễ nhất, tại vì người Việt Nam mình thường là mạnh nhất là phần reading, tại vì mình hay đọc báo và đọc biết tài liệu nước ngoài, thì mình anh nghĩ là phần reading là mình thường là mình ít sợ nhất. Phần kế đến đó là phần listening thì anh nghĩ cũng không khó nếu mà các bạn luyện tập của Benchmark, ví dụ như 16 cái video của Benchmark, các bạn đạt cái điểm trên yêu cầu là mình nghĩ là lúc các bạn ok để đi thi rồi. Còn nếu các bạn điểm của Benchmark chưa đạt thì các bạn phải cẩn thận, tại vì mình thấy cái điểm nó rất là sát với thực tế. Còn cái phần speaking thì chủ yếu các bạn mới kiếm được người để mà các bạn tập, thì tập càng nhiều thì nó sẽ kiểu như là cái kỹ năng mà cái cách cái tự tin của mình nó sẽ tăng lên, thì lúc đi thi thì nó cũng sẽ giống như với những cái case, tức là cái cách thi nó cũng sẽ giống vậy thôi, nhưng mà cái case là case nó có thể khác. Nhưng mà khi mà mình đã biết cách thi rồi, mình đã tự tin rồi thì anh nghĩ sẽ làm trơn tru thôi. Nhưng mà cái phần khó nhất là cái phần writing. Thì cái phần này là mặc dù là anh đã viết rất là nhiều cái manuscript, đặc biệt là về y khoa rồi, nhưng mà phần này anh cũng không có tự tin lắm. Do đó là anh cũng phải mua cái gói giống như Phương là cái gói của Benchmark, sửa 8 cái bài của Benchmark. Mà lúc mà mình mà thậm chí lúc mà khi anh đang làm thử thi trước ngày thi mấy ngày á, thì lúc test mấy ngày thì đôi khi nó vẫn có điểm C cộng, tức là chưa đậu luôn. Cho đó là cái kỹ năng cái writing này rất là khó, và mình phải biết, đặc biệt là mình phải coi cái video hướng dẫn trên trang web chính thức của OET Official để mình biết coi cách chấm điểm của cái phần writing này nọ chấm những cái phần nào mà cách nào mà để đạt được cái maximum của cái phần của cái những cái section trong cái phần writing. Vì nếu các bạn không biết cái cách chấm điểm của họ là các bạn sẽ không biết cách nào để các bạn viết cho tốt được. Nếu mình phải biết, mình phải coi video đó, mình biết cái cách mà họ chấm điểm để mà mình tập trung để mình làm sao mà lấy được điểm cao nhất trong cái phần đó. Vậy là cái phần writing đúng là luôn luôn là thử thách cho tất cả mọi người. Kể cả cái em nghĩ phần speaking cũng là một cái mà mọi người cũng rất là lo sợ, nhưng mà listening với là reading thì thường là mình sẽ đạt điểm cao hơn. Speaking thì anh nghĩ là nếu mà mình thi mà mình nói chậm á, mình nói rõ ràng á, thì rất là cũng sẽ ok. Còn nếu mà mình nói nhanh, nói vấp thì nó sẽ điểm nó sẽ thấp. Các bạn những bạn nào mà nói nhanh mà là phải tập nói từ từ, giống như mình hồi đó mình nói rất là nhanh. Thường là cái nhiều người ta nghe không có rõ, nhưng mà sau khi mà mình tập mình nói từ từ mình lại được á, thì cái speaking của mình nó khá rất là nhiều. Vậy thì những cái tips nào mà anh với Phương có thể khuyên mọi người khi đi thi là nên chuẩn bị những cái gì cho nó tốt hơn để mà có điểm số cao hơn? Ngoài cái chuyện tài liệu học, cái chuyện về tâm lý. Phương nói trước đi Phương. Tại em thấy về tâm lý thì nó cũng không có gì lắm, tại vì lúc phần nói em không biết là thi ở Việt Nam như thế nào nha, tại vì em thi ở Mỹ. Mà lúc em thi á, thì cái phần speaking á, thì nó người ta làm cho mình rất là thoải mái, tức là người ta sẽ làm cho mình, nói chung tâm lý của mình lúc đó rất là thoải mái, tại vì bên người Mỹ á,
họ lúc nào họ cũng có cách để trấn an mình, để cho mình nói chuyện một cách thoải mái, nói chuyện một cách tự tin. Mình vô đó thì mình cũng thoải mái đi hỏi bệnh hay thoải mái để counsel mấy case, nó cũng rất, nói chung nó cũng không khó cái phần đó. Đặc biệt là phần speaking thì nói chung em không biết em thi thi Việt Nam như thế nào. Anh Huy anh nói anh chắc anh Huy anh nói còn Việt Nam, chứ còn em thi ở Mỹ thì em cảm thấy nó thoải mái tại vì ai cũng dễ thương. Ra thi ở Việt Nam thì giám khảo cũng là người Mỹ, cho nó là anh nghĩ cũng khác biệt gì mấy. nhưng với lại anh có bổ sung thêm một cái thông tin là hồi đó là anh thi hồi đó tháng 4 thì phải, tháng 4 ở Huế, nhưng mà hồi đó là anh các bạn OET ở Huế là họ nói là tháng cuối tháng 5 này họ sẽ mở cái trung tâm OET thi ở thành phố Hồ Chí Minh. Đó là các bạn nào thi sau này là sẽ không phải bay ra Huế giống như anh nữa, nó sẽ rất là tiện hơn nhiều và cho các bạn thi OET sau này. Nhưng mà hiện tại bị Covid thì anh không biết là họ mở chưa, đó là mình phải liên hệ với lại OET mình hỏi. Dạ. Rồi cảm ơn thông tin này của anh Huy ha. Vậy thì em thấy có nhiều bạn đặt cái câu hỏi là nếu mình không có một cái kiến thức nền tảng tiếng Anh tốt thì có thể ôn thi OET được không? Thì câu này cũng hơi bị khó trả lời. Thì nếu mà muốn thi OET hay đặc biệt hay cũng như thi IELTS thì các bạn cũng phải có một cái nền tảng tiếng Anh cơ bản rồi.